Hello mọi người và chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Ngày hôm nay Tiên sẽ làm một video date vlog. Nghĩa là đây là những cái hoạt động mà Tiên và Kyle hay làm sau giờ đi làm của tụi mình. Thì mong mọi người thích video lần này và let's get started. Sau khi đi làm thì Kyle phải đón Tiên, sau đó thì tụi mình sẽ đi ăn. Và ngày hôm nay Tiên sẽ đi ăn ở Hadi Lao. Hôm nay trộm vía là đợi bạn không có lâu lắm cho nên là chỉ đợi một chút thôi. Bây giờ thì vào ăn thì tụi mình cũng rất là hay kiểu nói chuyện. Và thường thường thì Tiên với Kyle ngồi nói chuyện thì nói chuyện rất là nhiều về mostly là về công việc, cho nên là chỉ ngồi bàn về công việc rất là nhiều, rồi sau đó thì nói những cái rất là tào lao với đào. Nhưng mà ăn ở Hadi Lao thì rất là ngon, cho nên là Tiên với Kyle rất là hay đi ăn ở đây. Mọi người thấy có một lúc mà Tiên đang ngồi ăn một mình, Kyle đang bấm điện thoại. Thật ra là không phải đâu, thật ra là Kyle đang up hình cho No Control, cho nên là đang rất là bận tập trung. Tiên không có quay lại kịp tại vì múa cũng hơi xa so với Tiên. Anh ơi, Sơn bỏ em. Xin lỗi, đây chỉ là quên của anh. Sau đó thì tính đi ăn dessert, nhưng mà lúc đó ăn Hadi Lao cái bụng nó no quá rồi, Tiên với Kyle không thể nào ăn hết được, cho nên là lúc đó quyết định là thôi đi về nhà và sẽ ngồi nghỉ ngơi làm việc tiếp. Thường thì tụi mình hay làm việc ở nhà Tiên thì sẽ ngồi và bàn về những cái dự định sắp tới, những cái plan, những cái mẫu mới như vậy, hoặc là ngồi coi TV vậy đó mọi người, rất là chill.
Ok, sau khi KOL về rồi thì Tiên bắt đầu với skincare routine của Tiên. Ngày hôm nay Tiên sẽ sử dụng cái cleansing balm này của Clinique. Đây là một loại cleansing balm mới Tiên vừa mới sử dụng mà Tiên cảm thấy như là một vị cứu tinh mới của Tiên đó mọi người ơi. Thật sự rất rất là thích blend đi tất cả các make up một cách dễ dàng. Yeah. Sau rồi, sau đó thì Tiên sẽ sử dụng một cái Lip and Eye Remover của Dedalia, lắc lên và sau đó bỏ vào bông cô tông, giữ trên mắt tầm 10 đến 15 giây và wipe nó là ok nha. Dạo này thì da mặt không được ổn vì đang trong thời kỳ của con gái cho nên là Tiên cần phải dưỡng da rất rất là nhiều. Tiếp theo thì sẽ sử dụng cái cleanser này của Tatcha, Tiên đã review cái này trên channel của Tiên rồi. Không còn gì quá xa lạ với mọi người. Vừa có những cái hạt li ti tẩy tế bào chết nữa. Rất là ok la. Tiếp theo sẽ là một cái lớp essence đầu tiên cho bước dưỡng da. Đó chính là cái Micro Essence này của Estée Lauder. Đây là một loại essence cực kỳ tốt cho các bạn nào muốn da căng bóng ha. Tiếp theo thì Tiên sẽ sử dụng cái lotion mới này luôn của Clinique. Tiên rất là thích cái lotion này tại vì nó dành cho những cái loại da nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm giống như là loại da của Tiên. Và đây đã được derma test rồi cho nên mọi người rất rất là yên tâm nha. Tiếp theo thì sẽ sử dụng cái Drunk Elephant này, cái oil này cực kỳ đỉnh của Drunk Elephant. Tiên rất là thích sử dụng sản phẩm này. Mặc dù nó Tiên ở Việt Nam nhưng mà da Tiên cực kỳ thích luôn mọi người. Tiếp theo sẽ là kem mắt của AHC. Đây là một loại kem mắt siêu đỉnh của Chop. Không cần phải bàn nữa rồi mọi người. Yes. Và cuối cùng hoàn thiện bước dưỡng da sẽ là bước cream. Và Tiên sử dụng cái B5 này của La Roche-Posay. Đây là một loại kem dành riêng cho những bạn da rất là khô. Và đây là một vị another vị cứu tinh của Tiên trong những lúc mà da Tiên rất rất là khô và nứt nẻ. Thì chỉ cần sử dụng bạn này cầm một tuần thôi là Tiên cảm thấy như da Tiên tốt hơn hẳn rồi mọi người. Và cuối cùng để cho những cái đốm mụn xấu xí kia thì Tiên sẽ sử dụng cái AHC Peony Bright chấm mụn này để chấm lên những cái vùng mà Tiên đang bị thâm. Sau đó thì tầm 7 đến 10 ngày là các vết thâm nó sẽ giảm hẳn luôn á mọi người. Đây là một sản phẩm khá là thần thánh của AHC. Nếu mọi người nào muốn sử dụng cho những cái vết thâm mụn thì Tiên highly recommend sản phẩm này nha. Và cuối cùng để set hết cái buổi skincare ngày hôm nay, Tiên sẽ sử dụng cái xịt khoáng của Balinaco Dehydration để cung cấp một độ ẩm nhất định cho da nha. Vậy là đã hết cái vlog lần này rồi, một buổi tối rất là chill cùng Tiên after work. Mong là mọi người thích video lần này và nhớ follow Tiên trên Instagram cũng như là YouTube. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!